Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đang xem video của em Định. Hiện tại thì em Định đang có mặt ở khu đô thị mới An Phú Thịnh Quy Nhơn. Và ở đằng kia, ở đó chính là căn hộ Vina 2 Panorama Quy Nhơn nha các anh chị. Và video này em Định sẽ chạy vòng vòng xung quanh căn hộ Vina 2 Panorama để các anh chị tiện theo dõi là xung quanh căn hộ Vina 2 có những cái gì nha. Đầu tiên đó chính là trường đại học FPT Quy Nhơn nha các anh chị. Và ở phía bên đây là khu dân cư đó, thì khu dân cư này hiện tại thì cũng có người dân về họ sinh sống rồi. Nhà cửa ở đây thì xây dựng khá là khang trang luôn ạ. Bên đây thì là cái tòa chung cư An Phú Thịnh nha, và những cái dãy shop house này có những cái quán cà phê và những cái công ty doanh nghiệp ở đây. Rồi bây giờ các anh chị cùng với em mình đi thôi nha, mình cùng khám phá tiếp những cái tiện ích khác ạ. Đường xá giao thông ở đây thì phải nói đường rất là đẹp luôn, rộng rãi, thoải mái. Không khí ở xung quanh này rất là trong lành nha các anh chị. Một cái điều em Định rất là thích ở đây đó là có hai cái hàng cây trồng một loại cây luôn, nhìn nó đồng nhất mà nó rất là đẹp luôn. Với lại loại cây này nhìn cái dáng nó ra thành từng tầng này, nhìn rất là thích luôn, không cần cắt tỉa mà nó cũng đẹp nữa. Đó, và phía đằng đó chính là căn hộ Vina 2 Panorama, các anh chị thấy rõ hơn rồi ha. Và bên kia là ba cái tòa nhà ở xã hội An Phú Thịnh nha các anh chị. Đó. Ở đây hiện tại họ đang xây dựng một cái quán cà phê này các anh chị, xây dựng chưa xong. Phía bên này đó chính là dòng sông Hà Thanh nha các anh chị. Em đã lên trên cái tòa nhà Vina 2 Panorama này nhìn xuống rồi. Từ trên cao á, nhìn ra bên cái sông Hà Thanh này, phải nói là cái view cực kỳ đẹp luôn nha các anh chị. Đó, nhìn rất là thơ mộng luôn. Có tàu thuyền ra này. Và trên cái con sông này thì có quán nhậu nữa các anh chị ơi. Và cái khu đô thị mới An Phú Thịnh này, điện đài là người ta họ dùng cái hệ điện âm hết nha các anh chị. Các anh chị thấy này, đây là mấy cái trụ điện và điện người ta họ cho âm dưới lòng đất luôn, nó tạo cái sự thẩm mỹ. Rồi bây giờ em Định sẽ chạy ra đằng kia để các anh chị thấy phía đằng kia đang phát triển những cái gì nữa nha. Cái đoạn này thì em Định sẽ tua nhanh nha các anh chị. Phía trước thì người ta họ đang xây dựng hai cái dãy nhà nha các anh chị. Đó. Và cái dãy nhà này nó có cái sự đồng nhất với nhau, nó liền kề với nhau luôn. Ngoài ra thì cạnh cái dự án Vina 2 Panorama có những cái dự án khác như là Phú Gia Riverside, Đại Phú Gia, khu dân cư An Phú Thịnh, rồi nói chung những cái chỗ đó. Thì
Hiện tại chỗ này người ta đang xây dựng, xây dựng rất là nhiều luôn. Mình vô đây rồi có ai đuổi mình ra không ta? Và chung chung ra cho mấy công gặp nó rớt. Chui ra chỗ kia rồi nói tiếp. Thì ở chỗ này có những cái dự án như là Phú Gia Riverside, Đại Phú Gia, khu nhà cao cấp An Phú Thịnh. Thì những cái nhà đó chỉ có những cái dân mà đại gia, những cái dân mà có tiền họ mới mua nổi nhà ở đó thôi. Và hiện tại thì nhà cửa ở chỗ này xây dựng rất là nhiều. Thì sau này cái bên mà bán đảo Phương Mai đó các anh chị, đi thẳng chỗ này xíu nữa là tới bên cầu Nhân Hòa qua bán đảo Phương Mai cho máy. Sau này bên đó người ta họ phát triển thành phố mới, chuyên đánh mạnh về du lịch và phát triển kinh tế. Thì bây giờ cái giá của căn hộ Vinahai Panorama nó tương đối rẻ, sau này nó phát triển bên đó thì chắc chắn là giá thành của nó không thể nào mà rẻ như vậy được, nó sẽ lên giá nha các anh chị. Và sau này ngay chỗ đường Điện Biên Phủ nó dài ở phía khúc phía dưới kia này, khúc phía dưới kia nó sẽ mở một cái tuyến đường chạy ra tới Cát Tiến đó các anh chị. Mà ở Cát Tiến thì các anh chị cũng biết là nó sẽ là đô thị vệ tinh của Quy Nhơn. Ở đó thì phát triển rất là nhiều cái chỗ du lịch như là chùa Ân Núi này, bãi tắm Trung Lương và nhiều cái resort biển ở ngoài đó. Vậy thì có thể nói là cái vị trí chỗ Vinahai Panorama nó rất là tiềm năng luôn nha các anh chị. Phía bên đây này có cái trường mầm non Eco School. Em chạy tới cho các anh chị thấy rõ hơn. Đó là cái trường mầm non tiêu chuẩn quốc tế nha các anh chị. Đó, các anh chị thấy cái cổng màu to đó thấy không? Em dừng xe lại em chỉ cho các anh chị thấy luôn. Đó là trường mầm non Eco School nha. Còn đây là cái tuyến đường quốc lộ 19. Tuyến đường quốc lộ 19 mới nha các anh chị. Đó, đi thẳng cái đường này là ra cầu Thị Nại qua bên bán đảo Phương Mai đó các anh chị. Đó, thẳng vào phơi. Rồi thì video này em định đã dẫn các anh chị đi vòng vòng xung quanh dự án căn hộ Vinahai Panorama để các anh chị mình nhìn thấy là xung quanh căn hộ Vinahai có những gì. Cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm theo dõi video của em Định và hẹn gặp lại các anh chị trong những cái video tiếp theo ạ.